Rồi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng mọi người quay trở lại với cái phần tiếp theo của cái clip giới thiệu và đánh giá về Jeep Wrangler. Thật sự mà nói thì thật là thiếu sót nếu như mà khi mà nhắc tới cái thương hiệu Jeep, chúng ta không nhắc tới cái khả năng off-road của nó. Chưa bao giờ AutoZone phải thực hiện một cái clip nào mà nó cực khổ như cái clip lần này. Vì hồi xưa giờ mình cũng rất ít khi làm những cái clip về đánh giá trên cái địa hình mà gọi là off-road. Nhưng mà nếu mà làm về Jeep mà không làm off-road thì thật sự nó quá đáng tiếc. Bởi vì đây là cái DNA, nó là cái thế mạnh lớn nhất của Jeep. Nhắc tới Jeep thì phải nhắc tới off-road. Và cái khả năng vượt địa hình là cái mà giá trị cốt lõi lớn nhất của cái thương hiệu này. Và ngày hôm nay Tâm sẽ làm một cái phần riêng là cái khả năng giới thiệu các bạn các cái tính năng off-road, cũng như là cái khả năng thực tế của chiếc Jeep khi mà quẩy trên các cái địa hình. Đặc biệt ở đây là địa hình tại đất nước Việt Nam của chúng ta. Là đầu tiên á, thì nếu như mọi người có từng nhìn thấy các cái xe mà thi đấu chuyên nghiệp, thì mọi người nhìn từ xa, mọi người sẽ thấy là wow, sao nó có vẻ nó giống một cái chiếc Jeep. Thường thường các cái xe đấu off-road thì luôn luôn có cái hình thù khá là giống Jeep. Bởi vì mình sẽ giải thích chi tiết và cụ thể sau, nhưng mà tụ chung lại thì là bởi vì Jeep khi mà họ set up cái xe này, họ thiết kế ra cái xe này, thì bản chất họ đã cố thiết kế để cho nó phù hợp nhất với cái việc mà sử dụng địa hình. Cơ bản nhất mình có thể chỉ ra ngay với các bạn, đó chính là cái việc mà bánh xe nó được nằm ra rời khỏi cái thân xe. Thông thường thì các cái hãng xe khác các bạn thấy, ví dụ giống như là Land Cruiser hay là Land Rover, thì cái bánh xe nó vẫn nằm ở trong cái thùng xe. Nhưng mà riêng với Jeep thì cái bánh xe được tách biệt hẳn ra, tức là nó nằm ngoài cái thùng xe luôn. Điều này á, nó sẽ giúp cho cái góc thoát nó cực kỳ lớn. Bởi vì ở đây chúng ta còn một cái cản phía trước nè. Nhưng mà nếu các bạn lên một cái cản độ hoặc là cái cản chính hãng của Jeep luôn, nó có một cái phiên bản là chúng ta có thể tháo rời được hai cái phần hai bên này thông qua, mình nhớ là hai con ốc thôi, mở ra, rút nó ra, thì cái góc thoát của bánh xe nó cực kỳ lớn. Và Jeep cũng nổi tiếng trên các cái địa hình, ví dụ như địa hình đá. Rồi, riêng cái việc mà thiết kế ở bên ngoài thôi, chúng ta sẽ đi từ bên ngoài đến bên trong, rồi chúng ta sẽ đến chi tiết sâu hơn nữa. Và bây giờ tính từ bên ngoài á, thì mọi người có thể thấy rất là nhanh thôi. Đó là cái ví dụ như cái cản trước, dĩ nhiên ở đây là vật liệu nhựa, nhưng bên trong nó là vật liệu thép rất là cứng, và các cái móc để chúng ta có thể gọi là neo, hoặc là để chúng ta có thể kéo. Thì những người nào mà chơi off-road rồi á, thì sẽ biết là cái vấn đề mà cần những cái móc kéo thì nó cũng không phải là khó khăn gì, nó không phải là cái gì nó quá xa lạ. Nói chung là xe nào thì nó cũng sẽ thường có. Nhưng mà các bạn có thể thấy là trong cái thiết kế của Jeep ngay từ đầu á, là cái điểm mà để móc, để kéo xe á, nó được thiết kế rất là chắc chắn, và nó lộ hẳn lên phía trên này luôn. Thường thông thường những xe khác thì sẽ nằm ở dưới. Nhưng mà nếu mà đi những cái cung đường mà ví dụ như các bạn bị lún cát, hoặc các bạn bị lún trong sình lầy, thì cái việc mà cái điểm móc nó nằm ở phía trên, nó cũng là một cái lợi thế rất là lớn. Chúng ta có thể rất là dễ thao tác, trồng dây vô, móc ra, rất là đơn giản. Và giống như hồi nãy mình có chia sẻ với các bạn, bánh xe cũng vậy, nó được tách biệt rời hẳn ra khỏi cái thân xe. Điều này nó giúp cho cái góc thoát ở phía trước lẫn phía sau nó lớn hơn rất là nhiều. Và ở dưới sàn chúng ta sẽ có các cái lỗ thoát nước. Đây là một trong những cái điểm mà mình cảm thấy rất là thích. Có nghĩa là nó có vanh một chiều, nước từ trong xe thì có thể thoát ra ngoài được, nhưng mà nước từ bên ngoài thì không thể vào trong xe được. Điều này nó cực kỳ hữu dụng trong những cái trường hợp mà các bạn đi lội suối hoặc là lội nước, thì Jeep nó vẫn đáp ứng rất là tốt. Rồi, ví dụ như tại vì đây là cái phiên bản Sahara, nó không phải là cái phiên bản cao nhất về cái mặt off-road của cái thương hiệu Jeep. Mà khi nói đến off-road, chúng ta sẽ phải nhìn qua cái phiên bản Rubicon. Và ở đây thì trong cái clip này Tâm cũng đang có một cái chiếc Gladiator là một cái mẫu bán tải. Nhưng mà đây là cái phiên bản Rubicon, là cái phiên bản mà gọi là hardcore nhất cho cái việc off-road. Chúng ta sẽ có hàng loạt các cái tính năng, ví dụ giống như là sway bar điện tử. Sway bar điện tử là một trong số những cái option mà mình nghĩ là rất hiếm, mà gần như hình như đến giờ phút này theo cái mà mình thông tin mà mình biết thì Jeep là gần như là duy nhất có cái sway bar điện tử. Có nghĩa là cái sway bar, các bạn biết là nó sẽ cố định hai cái bánh xe trước, nhưng mà khi chúng ta tắt nó đi thì có nghĩa là chúng ta nhả nó ra thì hai cái bánh nó sẽ độc lập. Khi chạy đường nhựa thì cái chuyện này rất là nguy hiểm, bởi vì nó sẽ khiến cái xe nó dễ bị chao hơn và rất là dễ lật. Nhưng mà nếu như trong trường hợp off-road thì các bạn xả nó ra, chúng ta sẽ gác được cái bánh cao hơn, hay còn gọi là chúng ta có khả năng thả giò tốt hơn, thì cái xe nó sẽ ít bị vặn, mà cái cầu nó sẽ nghiêng hơn, thân xe thì vẫn
Đây là cái ưu điểm của cái Sway 3. Và cái Sway 3 này chỉ cho phép chúng ta di chuyển với tốc độ dưới 30 km/h. Nếu mà trên 30 km/h thì tự động nó sẽ connect trở lại để đảm bảo cái an toàn. Ngoài ra một cái thiết kế mà mình luôn gọi là tự hào của Jeep đó là thiết kế hai cầu cứng. Có nghĩa là thường các cái xe khác thì nó chỉ có một cầu cứng phía sau thôi, đằng trước nó sẽ là cầu mềm. Có nghĩa là nó có sẽ có hai cái lắp từ trong cái hộp số nó đưa ra. Nhưng mà đối với cầu cứng cả trước cả sau thì nó sẽ có ưu điểm là riêng cái ưu điểm của cầu cứng nha, là cái việc các bạn có thể lên size bánh rất là lớn và chúng ta có thể chịu được cái lực nó lớn hơn ở cái cầu mềm khi mà các bạn đi vào những cái tình huống, ví dụ giống như là vào một cái thế bánh thì khi nó bị kẹt mà chúng ta cố thì có thể nó sẽ bị gãy lắp. Đây là những cái trường hợp mà rất thường xuyên xảy ra đối với dân off-road. Nhưng mà với cái lợi thế của cầu cứng thì nó không thể gãy lắp được. Cầu cứng nó là nguyên khối và nó rất là chắc chắn. Chúng ta có thể đi được size bánh lớn. Cái size bánh lớn nó lợi hại ở chỗ nào? Nó ở cái chỗ là thường thì mọi người hay nâng gầm xe lên. Chúng ta nhưng mà khi các bạn nâng lên á là chúng ta nâng cái thùng xe lên trên cái cầu. Nhưng cái khoảng cách từ cái điểm thấp nhất của cái bụng cầu xuống mặt đất là gần như không thay đổi. Cái việc duy nhất chúng ta có thể làm để nâng cái khoảng sáng từ cái bụng cầu dưới mặt đất đó là chúng ta phải thay cái size bánh lớn hơn. Đây là cái nguyên lý rồi, chúng ta không thể làm gì khác được. Và vì lý do đó khi mà được thiết kế những cái xe được thiết kế hai cầu cứng như này á thì cái việc các bạn lên size bánh nó thật sự là rất là nhiều luôn. Size bánh jean như này là 32, có nghĩa là size bánh 32 inch là tổng đường kính là 32 inch. Chúng ta hoàn toàn có thể đi cái size 37, 38, thậm chí là tâm thấy trên mạng ở bên Mỹ người ta đi cái xe Jeep này người ta có thể lên tới bánh 42 inch, là một cái bánh gọi là siêu to khổng lồ đó. Rồi, chúng ta có 3 khóa V-size. V-size trung tâm là hiển nhiên rồi, chúng ta sẽ có V-size cầu sau. Cái này thì nhiều xe bán tải tại Việt Nam cũng có, nhưng cái V-size cầu trước thì không phải xe nào cũng có. Hiện tại đến giờ phút này gọi là có đủ 3 khóa V-size thì mình thấy trên thị trường chỉ có Jeep, Rubicon và Mac G-Class là có cả 3 khóa V-size. Khi mà khóa 3 cái V-size lại cùng một lúc thì chúng ta sẽ có 4 bánh quay đồng tốc. Có nghĩa là chỉ cần một trong 4 bánh này có được độ bám thì nó đủ rồi, đủ chúng ta thoát khỏi những cái lầy hoặc là thoát khỏi những cái địa hình phức tạp. Đây là một trong số những cái tính năng thể hiện được Jeep là một trong những ông hoàng của làng off-road. Rồi, về phần phía sau của chiếc Gladiator, có nghĩa là chiếc bán tải của Jeep, thì nó sẽ có hai điểm. Một điểm là một cái mình gọi là ưu điểm, một điểm thì nó là khuyết điểm. Cũng muốn chia sẻ với các bạn, có một cái khuyết điểm khá là thú vị các bạn, đó chính là ở cái đèn sau. Các bạn có thể thấy là đèn sau được thiết kế lồi hẳn ra khỏi cái thân xe. Cái thiết kế này tại sao nó là khuyết điểm? Bởi vì khi các bạn đi off-road á, thì đây có lẽ là một trong những cái bộ phận mà sẽ bị hư sớm nhất nè, sẽ bị vỡ sớm nhất. Thật sự thì khi mình đi phố thì cái này nó cũng không phải là vấn đề đâu. Nhưng mà bởi vì chúng ta đang trong cái phần này là cái phần chuyên dụng để off-road, cho nên là xe nào cũng sẽ có cái khuyết điểm của nó. Và đây là một trong số những cái khuyết điểm về cái mặt thiết kế bên ngoài của chiếc Jeep Gladiator. Về mặt ưu điểm thì chúng ta có thể thấy được là cái thiết kế ở phía dưới cản dưới này nó có một cái khung sắt bao quanh. Đây được trang bị sẵn cho cái xe mình luôn, có nghĩa là xe original, xe jean mình là đã được bảo vệ. Đây là một cái ưu điểm, một cái lợi thế rất là tốt. Khi mà cái thùng sau của bán tải á, thì các bạn có thể thấy cái góc thoát sau của xe này so với lại cái dòng Wrangler thì là nó sẽ kém hơn, bởi vì cái thùng nó dài hơn. Thì đây là cái việc mà có thêm một cái khung sắt bảo vệ thì đây là một cái ưu điểm. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một số các cái giới thiệu thôi, và một số các cái tính năng có trên chiếc Jeep phiên bản Rubicon. Thứ nhất là chúng ta, hồi nãy Tâm đã chia sẻ với các bạn là chúng ta có hai cái cầu cứng và ba cái khóa V-size. Thì ba cái khóa V-size này nó sẽ được thể hiện ở cái phím màu đỏ phía dưới này nè. Tức là chúng ta sẽ có thể gài chỉ khóa V-size cầu sau không, hoặc là khóa cả trước và sau. Còn khi chúng ta gài cầu thì automatic là cái V-size trung tâm nó cũng đã coi như là được khóa rồi. Cho nên là chúng ta có thể sử dụng nó rất là dễ dàng. Đây là gài bằng điện, cho nên là cái việc mà gài hoặc là mở, khóa hoặc mở rất là đơn giản. Bên cạnh đó, trên cái bản Rubicon đặc biệt chúng ta có thêm một cái tính năng off-road cộng. Cái tính năng off-road cộng này á, thì chắc mình sẽ phải cần thêm thời gian để có thể chia sẻ với các bạn cái các cái sự can thiệp của cái hệ thống
đối với lại cái khả năng off-road của chiếc xe này. Bởi vì khi mình nhấn vào thì cái duy nhất mình nhận ra được là nó sẽ tự động tắt cái traction control. Thì mình nghĩ là đây là một cái tính năng về điện tử để hỗ trợ thêm thôi. Có nghĩa là có thể là các cái phanh, hệ thống phanh giống như nhiều cái xe dòng xe khác, có nghĩa là hệ thống phanh nó sẽ can thiệp và traction control hoặc là ESP cân bằng điện tử sẽ được tắt đi. Điều này cho phép là bánh xe nó gọi là nó trượt tự do. Vì nếu như mà có traction control thì khi mà cái xe nó bánh mà nó bị trượt á thì hệ thống phanh sẽ can thiệp và phanh lại, thì chúng ta sẽ bị mất cái lực để chúng ta di chuyển những cái cung đường, ví dụ như đường cát hoặc đường tuyết, những cái đường trơn trượt bùn lầy vân vân. Rồi chúng ta có một cái nút sway bar, là cái nút mà hồi nãy Tâm cũng có chia sẻ với các bạn là cái sway bar, cái xe này khi mà chúng ta nhấn vào cái nút này thì cái sway bar sẽ được thả ra, thì khi này thì chúng ta sẽ cái xe có khả năng thả giò tốt hơn. Khi mà không cần sử dụng tới nữa thì chúng ta thông qua một nút nhấn chúng ta có thể tắt nó. Rồi và cái sway bar thì cũng cũng cần, vì nó là cái khớp điện cho nên nó cũng cần cái thời gian để mà khóa hoặc là mở khóa. Ngoài ra có một cái điểm nữa mà ta muốn chia sẻ với các bạn là cái việc gài cầu trên cái xe này thì nó không phải là gài cầu điện tử như những cái dòng xe bình thường. Có nghĩa là chúng ta chỉ cần nhấn nút hoặc là xoay cái núm, nó không phải đơn giản như thế mà là nó là một cái cần số phụ luôn. Nó cũng không là cơ khí thuần hoàn toàn 100% đâu, nhưng mà đây là một cái đó, nó cũng khó chịu đó chứ cũng không nhẹ lắm đâu các bạn. Đó, đây là cái chế độ 2H, tức là chế độ một cầu. Ở cái chế độ 2H này thì V-side sẽ được mở ra hết, sway bar cũng sẽ được tắt đi. Vì đây là cái chế độ chúng ta đi trên đường nhựa, chúng ta có một cái chế độ 4H Auto, có nghĩa là nó vẫn là một cầu nhưng mà khi gặp xa lầy thì nó sẽ tự động gài cầu chúng ta. Chúng ta có một chế độ là 4H Part Time, khi này thì các bạn có thể hiểu rằng là giống như là nó khóa vì xe trung tâm rồi. Có nghĩa là khi gài vào cái chế độ này thì là cầu trước và sau sẽ được chia phân bổ lực là ngang nhau. Còn khi chúng ta chuyển xuống cái số 4L thì các bạn biết rồi, đây là thêm một cái hộp số phụ, gọi là hai cầu chậm. Rồi. Ngoài ra thì trên cái hệ thống chúng ta sẽ có một cái app. App này là app của Uproad. Trên cái app này thì Tâm rất muốn giới thiệu với các bạn. Chúng ta có thể nhìn thấy ở đây. Ở đây là chúng ta, nó sẽ thể hiện cái sway bar này, là disconnect hoặc là connect. Chúng ta sẽ có V-side trước là đang lock hay đang mở, V-side sau đang lock hay đang mở, và cái steering angle, có nghĩa là cái góc mà đánh lái của chúng ta là bao nhiêu độ. Thể hiện luôn cả cái cầu chúng ta đang gài là chúng ta đang ở cái chế độ nào. Ngoài ra khi mà chuyển qua các cái thông số khác rất là cần thiết, khi mà đi off-road chúng ta có thể theo dõi được nhiệt độ của nước làm mát, nhiệt độ của dầu, của nhớt, nhiệt độ của nhớt hộp số, áp suất nhớt và áp điện volt là bây giờ đang 13V mấy. Thì khi mà chúng ta những cái xe off-road thì thường chúng ta sẽ rất quan tâm ví dụ giống như là theo dõi vì đừng để nó bị quá nhiệt, hoặc là khi các bạn gắn thêm các thiết bị như là máy tủ lạnh hay là tời, đặc biệt là tời, khi mà các bạn kéo tời thì nó sẽ hút điện từ bình rất là nhiều, thì chúng ta cũng thông qua cái battery voltage này để chúng ta có thể theo dõi được cái dung lượng của cái bình ắc quy. Ngoài ra thì chúng ta có thêm một cái đồng hồ nữa, đó là pitch and roll, có nghĩa là chúng ta có thể đo được cái độ nghiêng của xe theo chiều dọc cũng như là chiều ngang. Tất cả các tính năng này đều là những cái tính năng hỗ trợ rất là đắc lực cho cái việc off-road. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến phần trải nghiệm chiếc xe Jeep Wrangler Sahara trên cái địa hình đồi cát. Thì thực tế thì như mình đã chia sẻ, thế mạnh lớn nhất của Jeep nó sẽ nằm ở cái đường đá. Nhưng mà các bạn biết từ Việt Nam mình từ Bắc vào Nam thì cái địa hình đá nó khá là hiếm. Nó không như Mỹ mà là địa hình đồi cát miền Trung và miền Nam Việt Nam thì nó lại phổ biến hơn. Cho nên mình sẽ chọn địa hình cát trước, rồi sau đó mình sẽ lựa một số những cái địa hình, ví dụ như là đi rừng hoặc là các cái vùng đất mà nó khó khăn, khó nhằn một tí, cái đó mình sẽ xử lý sau. Nhưng mà giờ hiện tại thì
chúng ta sẽ trải nghiệm ở trên cát trước đã. Và đặc biệt là cái Sahara, cái tên của một cái sa mạc rất là nổi tiếng. Dù rằng mình thấy thì nó cũng không có liên quan lắm, nhưng mà thì thôi, hãng ship nó đặt như vậy thì mình nghe như vậy. Rồi, trên cái Sahara này thì chúng ta sẽ không có bất kỳ một cái khóa visa trước hay là sau. Chúng ta cũng không có cái sway bar hay là cái tính năng upload cộng. Chúng ta chỉ đơn thuần là gài cầu, đang khóa visa trung tâm. Với lại, tức là phân bổ trước sau nó 50-50. Thì ok thôi, chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm cái khả năng. Thực tế thì khi làm một cái clip về upload, cá nhân mình cũng hơi bị gọi là hoang mang một tí, bởi vì không dám múa rìu mắc thợ. Có nghĩa là bản thân mình thì cũng không có đi upload quá nhiều, và ở Việt Nam có rất nhiều gọi là các cái anh em chơi upload mà chuyên nghiệp luôn. Bản thân mình thì cũng có vài cái trải nghiệm cùng với các câu lạc bộ upload phía Nam, nhưng mà mình thôi thì mình đang đứng review làm cái clip này dưới cái cương vị là một cái người tiêu dùng bình thường đi, mua cái xe này, trải nghiệm nó. Mình sẽ không phân tích quá sâu về gọi là kỹ thuật chạy, nhưng mà mình đang chỉ muốn kiếm vài cái địa hình để thể hiện được các cái tính năng mà Jeep Wrangler được trang bị nó như thế nào. Thực tế là đã ra Phan Rang, ở đây là địa hình Mũi Dinh, đã ra Phan Rang này được gọi là 2 ngày rồi. Ngày hôm qua cũng đã đi test đường hết trước, ngày hôm nay mới bắt đầu quay ghi hình. Thì nói chung là Jeep không có làm cho mình thất vọng một tí nào. Rồi, mình sẽ chia sẻ một xíu xíu về cái động cơ của chiếc xe này luôn. Cái động cơ chiếc xe này thì như các bạn biết rồi, động cơ 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích 2.0, công suất là 270 mã lực, tức là công suất maximum. Khi trải nghiệm cái xe này á, thì mình thấy á, cái tăng áp của cái xe này nó không phải là kiểu nhỏ xíu 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 đâu. Nó cũng khoảng là ở cái size mức trung bình á, bởi vì mình thấy là khoảng tầm 2.000 cho tới 2.200 vòng một phút thì nó mới bắt đầu vào boost. Thì khi này mình mới cảm nhận được sức mạnh của nó, kể cả trên đường trường và kể cả trên đường cát hay là đường off-road luôn. Cho nên là anh em chịu khó nuôi tua nó một tí, bởi vì mình thấy khi vào boost nó vô thì cái xe nó thay đổi hẳn luôn á. Và có thêm một điểm nữa là cái hộp số trên chiếc xe này nó là hộp số tự động 8 cấp. Nhưng mà các cái bước số chuyển khá là mượt mà. Vẫn sẽ mãi là một cái đề tài tranh cãi khi mà chúng ta đi off-road thì đi số sàn hay là số tự động nó sẽ hiệu quả hơn. Riêng mình thì mình đặc biệt trên địa hình cát thì mình vẫn thích đi cái số tự động hơn. Bởi vì khi mà đi số sàn, các bạn ngắt côn một cái là xe nó liệm liền, chúng ta sẽ rất là dễ bị lầy. Còn do có thể tạm gọi là do gọi là nài mình yếu đi, cho nên là mình cảm thấy là số tự động nó sẽ hỗ trợ hơn rất là nhiều. Chúng ta cứ miết ga và ráng nuôi vòng tua, nếu mà cần thì chúng ta có thể sang qua cái số bán tự động. Mình thấy hộp số của Jeep vô khá nhanh, khá ổn. Wow, cái nước. Ok, chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những cái clip tiếp theo.